Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Liên Thị. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục cùng với các bạn series chia sẻ về chuỗi các cái từ vựng mà mình ôn tập và cùng kể một cái câu chuyện về nó. Ngày hôm qua như thường lệ, tôi chuẩn bị và phục vụ bữa tối cho gia đình. Kazokuno Yusokuno Kyuji. Trong lúc dọn dẹp, tôi đã khuyên bảo Chiu Koku, thằng con trai hết sức nhẹ nhàng và tình cảm. Chuyện là tôi luôn là người hòa giải, trọng tài, chiêu sai trong gia đình. Đợt vừa rồi nó đã thi đậu Kyudai, một trường đại học, cũng không có làm chuyện gì to tát hoặc bôi nhọ danh dự chiêu xô gia đình gì cả. Nhưng cái vấn đề là ở chỗ nó quá là khoe khoang, cô dị, không hề khiêm tốn một chút nào cả, hi ghệ. Để theo đuổi công việc nghiên cứu mà nó đã chọn lựa, kênh Kyuni Juji Jisuru, thì cần phải bước từng bước chắc chắn, Jimichi. Bởi cuộc sống đã chứng minh rằng phép màu Kamiwaza sẽ đến với những người chăm chỉ mà thôi. Như vậy, trong cái câu chuyện kể vừa rồi, mình đã cùng với các bạn ôn được 10 từ vựng sau. Thứ nhất đó là Kyuji, là phục vụ. Thứ hai đó là Chiu Cốc Cự, là khuyên bảo. Thứ ba là Chiu Sai, Chiu Sai là trọng tài, người hòa giải. Thứ tư là Kyu Dai là đỗ vào một cái trường đại học nào đó. Thứ tiếp theo là Chiu Sô, Chiu Sô ở đây là bôi nhọ danh dự. Koji là khoe khoang, ngược lại với Koji sẽ là hì ghệ, theo đuổi cái gì đó, ví dụ như theo đuổi công việc nghiên cứu thì sẽ là Kenkyu ni Juji Suru, chắc chắn, bước từng bước chắc chắn, hay còn làm cái gì đó rất là chắc chắn thì sẽ là Jimichi, phép màu sẽ là Kamiwaza. Chúc các bạn nhớ được 10 từ này sau khi nghe video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Jenny.